Lá thư thứ hai, nếu muốn may mắn thì cần có sự chuẩn bị. John yêu quý. Một số người đã được định sẵn sẽ trở thành bậc vương giả hoặc vĩ nhân nhờ tài năng phi thường của mình, chẳng hạn như Cyrus Hart. McCormick, người sở hữu bộ óc có thể kiến tạo vận may, biết cách biến máy gặt thành lưỡi hái để gặt hái tiền bạc. Theo đánh giá của cha, McCormick luôn là một ông trùm công nghiệp bừng bừng tham vọng và có tài năng kinh doanh. Nhờ chiếc máy gặt, ông ấy đã giải phóng nông dân Mỹ khỏi sự vất vả, đồng thời còn giúp bản thân gia nhập hàng ngũ những người giàu nhất nước Mỹ. Người Pháp có vẻ thích McCormick hơn và ca ngợi ông ấy là người có nhiều đóng góp nhất cho thế giới. Ồ, đây đúng là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Bậc kỳ tài trong giới kinh doanh này, người vốn dĩ chỉ buôn bán nông cụ bình thường đã từng nói một câu sâu sắc như sau: may mắn là của cải còn sót lại của sự chủ tính. Câu nói này quả thực khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nó muốn chỉ vận may là kết quả của sự chuẩn bị và các sách lược, hay vận may là thứ còn lại sau khi lên kế hoạch? Kinh nghiệm của bản thân mách bảo cha rằng cả hai ý nghĩa này đều tồn tại. Nói cách khác, chúng ta tự tạo ra may mắn cho chính mình và không thể hoàn toàn loại bỏ may mắn bằng bất kỳ hành động nào. May mắn là tin vui khó có thể tránh khỏi trong quá trình chủ tính kế hoạch. McCormick đã ngộ ra chân lý về vận may và mở ra cánh cửa của sự may mắn. Do đó, cha không mấy ngạc nhiên khi máy gặt của McCormick được tiêu thụ khắp thế giới và trở thành sản phẩm không bao giờ hạ nhiệt. Tuy nhiên, trong thế giới của chúng ta, hiếm có người nào giỏi hoạch định vận may như ông McCormick, cũng hiếm có người nào không tin vào vận may và không ngộ nhận về vận may. Trong mắt kẻ phàm phu tục tử, vận may luôn là thứ sinh ra đã có. Chỉ cần phát hiện có người thăng quan tiến chức ở nơi làm việc, có người phất lên như diều gặp gió trong giới kinh doanh hoặc đạt được thành công trong một lĩnh vực nào đó, họ sẽ nói một cách tùy tiện, thậm chí là bằng giọng điệu khinh thường rằng người này tốt số thật đấy, nhờ may mắn nên mới được như vậy. Kiểu người này không bao giờ nhận ra chân lý vĩ đại có thể giúp họ trở nên thành công, đó là mỗi người đều là nhà thiết kế và kiến trúc sư cho vận mệnh của chính mình. Cha thừa nhận rằng, giống như không thể sống thiếu tiền, con người ta cũng không thể sống thiếu may mắn. Tuy nhiên, nếu muốn làm nên nghiệp lớn thì không thể chỉ ngồi chờ may mắn ghé thăm. Tôn chỉ của cha là cha không dựa vào may mắn trời ban, mà dựa vào vận may được chuẩn bị kỹ càng để một bước lên mây. Cha tin rằng việc lập kế hoạch tốt có thể chi phối vận may, thậm chí có thể thành công tác động tới sự may mắn trong mọi tình huống. Kế hoạch biến cạnh tranh thành hợp tác được cha triển khai trong lĩnh vực dầu mỏ chính là một minh chứng cho điều này. Trước khi bắt đầu kế hoạch đó, các công ty lọc dầu đều mạnh ai nấy làm, bị lợi nhuận che mắt, kết quả là dẫn đến sự cạnh tranh mang tính hủy diệt. Sự cạnh tranh này chắc chắn là một chuyện tốt với người tiêu dùng, thế nhưng giá dầu sụt giảm lại là thảm họa đối với công ty lọc dầu. Vào thời điểm đó, đại đa số các công ty lọc dầu đều làm ăn thua lỗ và lần lượt lâm vào cảnh phá sản. Cha hiểu rõ ràng rằng nếu muốn một lần nữa thu được lợi nhuận và sinh lời mãi mãi thì buộc phải chế ngự được ngành công nghiệp này, khiến mọi người kinh doanh một cách lý trí. Cha coi đây là một loại trách nhiệm, thế nhưng việc này rất khó thực hiện, đòi hỏi cha phải lập một kế hoạch, đó là thâu tóm toàn bộ hoạt động lọc dầu vào tay mình. Jonah, để trở thành một tay thợ săn lành nghề trong cuộc đi săn mang tên kiếm lời, con cần phải chịu khó suy nghĩ, hành động cẩn thận, biết nhận ra những nguy cơ và cơ hội có thể xuất hiện trong mọi việc, đồng thời cũng cần nghiên cứu mọi khả năng có thể đe dọa tới vị thế bá chủ của con như một kỳ thủ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình và đánh giá lực lượng của bản thân, cũng như quyết định lấy căn cứ Cleveland làm mặt trận đầu tiên để phát động cuộc chiến công nghiệp dầu mỏ và thu phục được hơn 20 đối thủ cạnh tranh ở đó, cha lại nhanh chóng hành động, mở mặt trận thứ hai, cho đến khi thu phục được toàn bộ đối thủ và thiết lập trật tự mới cho ngành dầu mỏ. Giống như người chỉ huy trên chiến trường khi lựa chọn mục tiêu tấn công, trước tiên con cần phải biết chọn loại vũ khí nào để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu muốn thực hiện thành công kế hoạch thống nhất và kiểm soát ngành dầu khí, con cần một thứ vũ khí có thể giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Đó chính là tiền, cha cần rất nhiều tiền để mua lại những nhà máy lọc dầu đang trong cảnh sản xuất dư thừa. Tuy nhiên, số vốn ít ỏi có trong tay không đủ để hiện thực hóa kế hoạch này, thế nên cha đã quyết định thành lập công ty cổ phần nhằm thu hút các nhà đầu tư ngoài ngành. Chẳng mấy chốc, chúng ta đã đăng ký và thành lập công ty Standard Oil ở Ohio với số vốn hàng triệu đô la. Bước sang năm thứ hai, con số ấy đã tăng gấp 3,5 lần, song khi nào thì bắt tay vào hành động vẫn còn là một vấn đề hóc búa. Một doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng luôn biết cách tìm kiếm cơ hội từ trong mọi khó khăn, cha cũng giống như vậy. Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình chinh phục, ngành công nghiệp dầu mỏ đang trong tình trạng hỗn loạn và ngày một trở nên tồi tệ. 90% các công ty lọc dầu ở Cleveland sắp bị đè bẹp bởi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu không bán nhà máy, họ chỉ đành dương mắt nhìn bản thân bước tới hồi diệt vong. Đây chính là thời cơ tốt nhất để thu mua các công ty đối thủ. Hành động thu mua ở thời điểm này có vẻ trái luân lý, thế nhưng lúc bấy giờ,
cha không cho phép mình nảy sinh lòng nhân từ của phụ nữ. Thương trường như chiến trường, ý nghĩa của mục tiêu chiến lược chính là cần xây dựng tình thế có lợi nhất cho phe mình. Xuất phát từ suy nghĩ về mặt chiến lược, mục tiêu thu phục đầu tiên mà cha chọn không phải những công ty nhỏ dễ hạ gục, mà là đối thủ mạnh nhất công ty Clark và Payne. Công ty này rất có uy tín ở Cleveland, hơn nữa còn tràn đầy tham vọng. Họ cũng có suy nghĩ giống như cha, muốn thôn tính nhà máy lọc dầu của cha. Nhưng trước khi đối thủ hành động, cha đã quyết định ra tay tấn công trước. Cha chủ động hẹn gặp cổ đông lớn nhất của công ty Clark và Payne, đó là ngài Oliver Payne, một người bạn cũ hồi trung học. Cha nói với ông ấy rằng thời kỳ hỗn loạn và suy thoái của ngành dầu mỏ đã tới lúc phải kết thúc. Để bảo vệ ngành công nghiệp dầu mỏ đang giúp vô số gia đình tồn tại, cha muốn xây dựng một công ty dầu mỏ lớn mạnh, hiệu quả cao và mời ông ấy tham gia. Kế hoạch của cha đã gây được ấn tượng với Payne, để rồi cuối cùng họ đồng ý bán công ty với giá 400.000 đô la. Cha biết công ty Clark và Payne vốn không đáng mua với mức giá ấy, thế nhưng cha không từ chối họ. Bởi, thâu tóm công ty này đồng nghĩa với việc cha sẽ giành được vị thế công ty lọc dầu lớn nhất thế giới. Đồng thời, thương vụ này cũng sẽ trở thành lá cờ tiên phong mạnh mẽ trong việc nhanh chóng thu mua các công ty lọc dầu ở Cleveland. Phương pháp này thực sự vô cùng hiệu quả. Trong chưa đầy 2 tháng sau đó, đã có 22 đối thủ cạnh tranh quy thuận công ty Standard Oil, giúp cha trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến thu mua ấy. Điều này đã tạo cho cha động lực to lớn, để rồi trong 3 năm sau đó, cha đã liên tiếp thu phục được các công ty lọc dầu ở Philadelphia, Pittsburgh và Baltimore, nhờ vậy mà trở thành ông chủ duy nhất của ngành lọc dầu Hoa Kỳ. Hiện giờ nghĩ lại, cha thấy mình thật may mắn, nếu khi ấy chỉ biết than thở thời vận không tốt và chọn cách phó mặc cho số phận. Có lẽ cha đã bị những đối thủ khác thu phục từ lâu, thế nhưng cha đã kiến tạo vận may cho chính mình. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ duy mỗi việc ngồi mát ăn bát vàng là không thể. Cha coi thường những kẻ phó mặc mọi thứ cho số phận, bảo thủ không chịu thay đổi. Đầu óc họ đã bị những suy nghĩ thủ cựu chiếm cứ, âm thầm đắc ý vì cho rằng có thể rút lui một cách an toàn, êm thấm. John à, nếu muốn kéo dài vận may của mình, chúng ta phải biết kiến tạo vận may, muốn vậy thì cần phải có một kế hoạch hay. Một kế hoạch hay chắc chắn là sự chủ tính cẩn thận chắc chắn có thể phát huy hiệu quả. Con cần nhớ rằng, trong quá trình chủ tính, trước tiên con phải xem xét 2 điều kiện cơ bản. Điều kiện đầu tiên là hiểu rõ mục tiêu của bản thân, chẳng hạn như con muốn làm gì, thậm chí là muốn trở thành người như thế nào. Điều kiện thứ hai là biết bản thân sở hữu những nguồn lực nào, chẳng hạn như địa vị, tiền bạc, các mối quan hệ, thậm chí là cả khả năng. Thứ tự của 2 điều kiện cơ bản này không phải hoàn toàn bất biến, con có thể có ý tưởng hoặc mục tiêu trước rồi mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu phù với những nguồn lực mà mình sẵn có. Ngoài ra, con cũng có thể kết hợp 2 điều kiện với nhau để tạo thành điều kiện thứ 3 và thứ 4. Chẳng hạn, con có mục tiêu nào đó và nguồn lực nào đó, để thực hiện mục tiêu này, con phải tạo ra các nguồn lực khác một cách có chọn lọc. Hoặc khi có một vài nguồn lực và mục tiêu nào đó, con phải dựa vào các nguồn lực ấy để tăng hoặc giảm mục tiêu. Sau khi điều chỉnh mục tiêu theo nguồn lực hoặc điều chỉnh nguồn lực theo mục tiêu, con sẽ xây dựng được một nền tảng cho chính mình. Nền tảng này là kết cấu cơ bản mà con có thể dựa vào để lên ý tưởng và lập kế hoạch. Kế đó là lấp đầy những phần còn lại bằng phương pháp và thời gian, cuối cùng là chờ đợi vận may xuất hiện. Con trai của cha, con phải nhớ rằng, kiến tạo vận may cũng chính là kiến tạo cuộc đời. Vì vậy, song song với việc chờ đợi may mắn, con cũng cần biết cách nắm bắt nó. Hãy cứ mạnh dạn thử, con nhé! Mến thương con, cha. Tóm lại, cha thừa nhận rằng, giống như không thể sống thiếu tiền, con người ta cũng không thể sống thiếu may mắn. Tuy nhiên, nếu muốn làm nên nghiệp lớn thì không thể chỉ ngồi chờ may mắn ghé thăm. Tôn chỉ của cha là, cha không dựa vào may mắn trời ban, mà dựa vào vận may được chuẩn bị kỹ càng để một bước lên mây. Cha tin rằng việc lập kế hoạch tốt có thể chi phối vận may, thậm chí có thể thành công tác động tới sự may mắn trong mọi tình huống. Kế hoạch biến cạnh tranh thành hợp tác được cha triển khai trong lĩnh vực dầu mỏ chính là một minh chứng cho điều này.